hát nhá. Trong ngày hôm trước đây em cứ thắc mắc mãi, sao nghe câu chia tay anh bình thẳng như người đi trên giấy. Không còn gặp nhau, không còn đưa đón, không em ngồi sau ngày mưa gió. Gạt tàn đầy thêm, ngày một ngày thêm, không thể trở lại ngày xưa đó. Kỷ niệm mùa về những cơn gió, chỉ thoáng qua thôi hạt mưa nhỏ. Em thực sự nghĩ anh bình tâm hay em nghĩ như hình xăm mình chưa có. Nắm tay chạy trốn khỏi đám đông, khi vài câu nói khiến em cảm động. Nỗ lực để có được thành công, vì đời anh đâu được trải thảm rộng. Nắm tay chạy trốn khỏi đám đông, khi vài câu nói khiến em cảm động. Nỗ lực để có được thành công, vì đời anh đâu được trải thảm rộng. Người mà anh yêu anh chưa thấy đâu, theo em thuộc lá đã là gì. You just got your secret, I just got my secret. Chia tay được, yêu anh thật là, đó là gì? Chia tay còn quan tâm làm gì? Nhắn tin hỏi han nhau làm gì? Anh lại đốt thêm một điều nữa. Lắng nghe màn mưa đang thầm thì, làn khói lan tỏa ngoài ban công. Dòng người hối hả đường đang đông. Đã quá nhiều lần anh tự hỏi, liệu anh thực sự còn đáng sống? Môi anh còn khói nhưng không còn hương trên môi em. Nhớ những ngày tháng mình bên nhau tuy rối ren, nắm tay cười nói khi bầu trời đã tối đen. Nụ hôn đầu ngõ hay cái ôm nơi cuối hẻm. Những ngày dài đẵng khi mà mình không bên nhau, chỉ có khói thuốc ở bên cạnh anh đêm thâu. Đã có đôi lần anh muốn dập, yeah, chắc không nên đâu. Anh yêu anh còn chia tay được, theo em thuộc lá đã là gì? You just got your secret, I just got my secret. Yeah, 16. Woo! Pepsi bị tranh không ca là mới, sảng quái tột đỉnh, bùng cùng rap đi ơi. Yeah, ở trong cuộc đời này ai cũng sẽ có những khoảng thời gian mà nó tồi tệ, mọi việc xảy ra không theo ý mình. Thì bạn chỉ có thể mới có một cách giải quyết thôi, đó là mỉm cười và đi tiếp. Hãy biến tất cả áp lực của bạn trở thành động lực. Hải Phòng City. Hải Phòng City. Nhắc quá nhiều lời phán xét, từ yêu thương đến chán ghét. Anh em đoàn kết nên sâu càn quét, không thể dừng lại ở bán kết. Dù under hay là showbiz thì cũng phải sợ Covid. Rửa tay rửa mắt rửa mình, mang về cửa của mình. Có thể em thích quá nóng, như Quang Hải đã đá bóng. Flow nhạc thì catchy, đã có hơn cả Pepsi. Vẫn một chữ real không cần phải bày vẽ, là chủ đề nóng các em gái hay kể. Có vài định kiến thì cần phải thay thế, mọi người đều thích khi mà Hải quay xe. Vậy nên ai sẽ là người đi tiếp? Ai, ai, nên ai? Ai phải nói lời ly biệt? Ai, ai, nên ai? Ai được coi là thiên tài? Ai, ai, người là ai? Ai sẽ trở thành huyền thoại? Ai, ai? Hải Phòng City. Người ở đây không nghe một ai. Sensitive. On the mic, thứ nhạc này rock chơi đồ này mà phun đỏ. Hải Phòng City. Người ở đây không nghe một ai. Let's go. Phạt liều lo anh trapping so hard chứ không chỉ có một flow. Không như Binz dù truyền thông hay TV thì cũng chỉ có một pose. Có nghe nói anh thích chơi nốt, beat vẫn còn đếm chơi nốt. Chơi melody như là JT, killing this game như Swae. Anh làm MC, haters, Getty, Trần Thành, MC. Nói câu nào là trendy, lịch sử Việt rap giờ đã thêm một trăm. Làm nhạc cả đêm thì cũng nên chớp mắt. Còn chị Superboy dễ thương, những cái tên hợp nhất vẫn là quên được rap. Vậy nên ai sẽ là người đi tiếp? Ai, ai, người là ai? Ai phải nói lời ly biệt? Ai, ai, người là ai? Ai được coi là thiên tài? Ai, ai, người là ai? Ai sẽ trở thành huyền thoại? Ai, ai, Sixteen. Let's go.
làm quen với những lời đánh giá. Vì chặng đường phía trước còn gian nan, nỗ lực sẽ trả bằng thành quả, phần thưởng xứng đáng dành cho người can đảm. Có bao giờ bạn thấy mình lạc lõng, tâm tư chật cứng khi không ai tin tưởng, cảm thấy bất lực khi mình mất định hướng, nhưng mà áp lực sẽ tạo nên kim cương. Có bao giờ bạn thấy mình lạc lõng, tâm tư chật cứng khi không ai tin tưởng, cảm thấy bất lực khi mình mất định hướng, nhưng mà áp lực sẽ tạo nên kim cương. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Duy nhất trên VOD trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020. True Beauty, vẻ đẹp đích thực, phát sóng độc quyền trên VOD 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.